Hôm nay công ty lập trình phần mềm thông minh chúng tôi xin giới thiệu một cái phần mềm tạo hàng nghìn hoặc nhiều hơn nữa mã vạch hiện số trong vòng giây lát. Thì những cái doanh nghiệp mà có nhu cầu in ấn những cái loại mã vạch mà nó còn hiển thị các cái chữ số ở phía dưới này nữa, gọi là mã vạch hiện số, thì liên lạc với công ty chúng tôi để được cài đặt phần mềm. Thế thì như vậy ấy là nếu mà chúng ta làm thủ công bằng chương trình Corel Draw thì nó rất là mất nhiều thời gian, muốn làm hàng nghìn, vài nghìn thì mất nhiều thời gian lắm. Nếu dùng phần mềm của chúng tôi chỉ trong vòng giây lát là chúng ta có thể tạo ra hàng nghìn, vài nghìn hoặc nhiều hơn nữa cái dạng mã vạch hiện số. Thế sau khi khởi động chương trình vào màn hình, giao diện màn hình thì chúng ta đăng nhập vào cái giao diện của chúng tôi, phần mềm của chúng tôi. Sau đó chúng ta ấn vào, chúng ta chọn cái file dữ liệu mà dưới dạng khuôn dạng của Excel, khuôn dạng của Excel ta đưa vào phần mềm. Thế sau đó là chúng ta chọn cái thư mục để chúng ta lưu các cái mã vạch chúng ta tạo ra. Thì cho phép chúng ta ví dụ chiều chiều dài chúng ta chọn là 4 cm, chiều cao là 3 cm, độ phân giải là 50 Excel. Thì sau đó chúng ta sẽ tạo mã vạch. Thì như vậy chúng ta sẽ quan sát rằng là cái mã vạch vừa tạo ra thì nó cái ảnh của nó đang còn chưa chiếm hết diện tích, và đồng thời nó chưa hiện đủ các con số này. Các con số hiện ở đây là chưa đủ này. Ví dụ như đây là số, đây là 7 chữ số mà đây nó có hiện 1 2 3 4 5 6, thì số 8 là hiện chưa đủ. Thế thì căn cứ vào đó thì chúng ta có thể là gì? Có hai cách. Một là chúng ta giảm cái kích thước này đi. Nếu chúng ta không muốn giảm kích thước thì chúng ta lại phải tăng cái độ phân giải. Đấy, ví dụ như là chúng ta chọn là kích thước là 6,2 cm mà độ cao của nó là 2,5 cm. Thì độ phân giải chúng ta chọn nên là trong trường hợp này chúng ta chọn 40 chẳng hạn, độ phân giải 40. Đấy, thế chúng ta tạo mã vạch. Thì ta thấy rằng là nó đã vừa vừa khít này. Đấy, trong trường hợp này vừa khít này. Thì sau chúng ta tạo sau đó nó vừa khít cái khung ảnh này. Đấy, và các cái chỉ số nó hiện hết. Và cái dấu sao mở đầu và dấu sao kết thúc này nó cũng đã xuất hiện. Thì cái loại mã vạch này chúng ta đã tạo xong vừa vừa khít. À, ví dụ như chúng ta lại chọn cái kích thước là kích thước của chúng ta là 2,5 thôi. 2,5 cm mà độ cao của cái mã vạch là 1 cm. Mà chúng ta chọn độ phân giải là 40 thì ta thấy rằng nó lại không hiện chữ số này. Nó không hiện chữ số vì nó chưa đúng kích thước. Vì vậy trong trường hợp này mà chúng ta lại muốn giữ kích thước 2,5 và chiều cao 1, chúng ta không muốn thay đổi cái kích thước này, thì chúng ta phải tăng cái độ phân giải lên. Cái độ phân giải này ấy, nó còn phụ thuộc vào cái độ phân giải màn hình của khách hàng. Thí dụ như là độ phân giải nói chung bình quân thì tính theo pixel trên cm, hay là người ta tính theo pixel trên in. Thí dụ như đơn vị pixel trên in nên là tầm phải chạy từ 72 đến 300. Nhưng mà ở đây ấy, tác giả lập trình chọn cái đơn vị giống như đơn vị của người Việt Nam, là chúng ta chọn pixel trên cm thì nó chạy từ 28 đến 118. Thì chúng ta chọn tăng tăng dần lên. Thí dụ đây là chúng ta tăng lên 60 này, chúng ta tạo này thì nó vẫn chưa đủ này. Cái sau đó chúng ta lại gì, chúng ta lại tạo tiếp này, chúng ta tăng lên 80 chẳng hạn, tăng 80 pixel thì nó vẫn chưa đủ này. Như vậy buộc là chúng ta phải tăng thêm. Ví dụ chúng ta tăng lên 100 này. Hai cái này chúng ta muốn cố định rồi mà, thì chúng ta phải tăng cái độ phân giải này lên. Đấy, thì chúng ta thấy tăng lên 100 thì vừa vừa đủ cái mã vạch, và đồng thời ấy là hiện các cái chữ số vừa vừa đủ. Đấy, như vậy là đã ok. Thì sau đó chúng ta thấy cái mã vạch của chúng ta đã tạo thành công. Bây giờ kết quả kiểm chứng là cái mã vạch này dùng đèn có đọc được không? Đấy, dùng cái đèn mã vạch này có đọc được không? Thì là chúng ta sẽ tiến hành kiểm chứng. Đấy, là chúng ta mở một cái file lên, chúng ta dùng đèn chụp mã vạch. Đấy, sau đây chúng tôi sẽ chụp cái mã vạch mà vừa in ra. Chúng tôi in ra và chúng ta chụp cái mã vạch này, thấy nó đọc được thì như vậy kết quả tạo mã vạch mới thành công. Đấy, chúng ta thấy nó tách đó là kích thước là 2,5 với 1 cm.
Bây giờ cái kích thước 6,5 với kích thước 2,5 với độ phân giải là 40. Đấy, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta ta nghiền nó tách phát thì chúng ta đã tạo nó đã đọc được cái mã vạch rồi chúng ta tạo ra. Đấy, như vậy kết quả đã thành công. Thế thì như vậy thì những đơn vị nào có nhu cầu mua hãy liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại hiển thị trên màn hình là 0912595654 và 0943078123. Thì một trong hai số này thì chúng tôi cài phần mềm qua từ xa, qua mạng, qua TVU. Đấy, thì quý khách hàng có nhu cầu mua hãy liên lạc với chúng tôi qua cái số điện thoại hiển thị trên màn hình. Thì chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng phần mềm của chúng tôi.